Bây giờ có câu hỏi của Quang Hỷ đó, xin giải dùm bài Tây Phương Ngũ Nguyện thành kính tri ân. À, để nó qua cái giờ vấn đáp này rồi thì tới diễn ngâm sấm giảng thì qua thiên lên diễn ngâm bài Lũy Trúc Cơ Quyền. Ok, qua thiên. Thôi bây giờ sẵn tôi đây, tôi cũng góp luôn, bên tôi cũng khuya quá rồi. Thì cái bài này bữa hổm nghe nói anh, bữa đó thì tôi không có mặt mà nghe ông Ngô, hình như ông miền Tây là có hỏi bài Tây Phương Nguyện, mà hình như là năm được giải mà ông Ngô ông không có vừa ý, không biết giải sao, bởi vì tôi không nghe, thật là tôi không biết. Thì đây cũng xin trình bày về cái bài ý nghĩa của bài Tây Phương Ngũ Nguyện, rồi sau đó thì mời quý đồng đạo là đóng góp thêm, bởi vì cái bài này nó rất là quan trọng trong cái đạo Phật giáo của chúng ta, nó thuộc về tôn chỉ hành đạo, nó gọi là cốt tủy của đạo Phật giáo của Hảo đó. Muốn hiểu đạo Phật giáo của Hảo thì phải biết ý nghĩa của tam quy và ngũ nguyện, vì nó thuộc về cái nòng cốt cốt lõi của đạo rồi. Nếu mình chưa hiểu sâu về tam quy ngũ nguyện thì không biết mình tu đạo Phật giáo của Hảo để đạt được cái gì, lợi ích gì mà mình phải tu Phật giáo của Hảo. Cho nên là khi mình tu thì mình cũng phải tìm hiểu, và khi cái người hành là thuyết trình viên đó mình luận giải thì mình cũng phải luận giải cho nó khéo một chút, để cho anh em đồng đạo có được cái đức tin mạnh mẽ khi người ta theo Phật giáo của Hảo chúng ta. Thì theo như trong kinh xưa đó thì nó có gọi là tứ hoằng thệ nguyện. Tứ hoằng thệ nguyện là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Đó là kêu là tứ bằng hoằng thệ nguyện, là bốn nguyện rộng lớn ở trong đạo Phật đó. Trước khi mà khai kinh đó, thì nghĩa là vô thượng thâm thâm di diệu pháp bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa, rồi mới đặt tên là tứ hoằng thệ nguyện. Thì trong cái tứ hoằng thệ nguyện này khi chúng ta phân tích ra đó, nó thuộc về tự giác và giác tha, tức là nói về pháp môn tu thiền định. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ nó thuộc về giác tha, là nguyện độ tất cả chúng sanh. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, và Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Thì cái nguyện đầu là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, là mình nguyện mình tu theo cái đạo Phật đây, đó là mình đắc đạo rồi, mình độ tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới. Cái đó là nó thuộc về giác tha. Còn phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, nó thuộc về tự giác. Thì trong ta bốn cái điều này đó là nó gồm có tự giác và giác tha. Đến khi nào giác hạnh viên mãn thành Phật, đó là cái hạnh của Bồ Tát tu theo cái pháp môn thiền định của Phật giáo. Thì nó cũng gần giống như cái bài Tây Phương Ngũ Nguyện của Đức Thầy đã nêu ra, mà nó dễ hiểu hơn bởi vì bằng chữ Quốc ngữ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật. Sau khi chúng ta đọc xong bài quy trước Ngô Tam Bảo rồi thì cũng đối diện với Ngô Tam Bảo, chúng ta đọc bài Tây Phương Ngũ Nguyện, chắc là năm cái nguyện này hướng về Tây Phương Cực Lạc. Thì Nam mô đó có nghĩa là nó quy y, có nghĩa là hướng về. Còn Tây Phương là cái hướng Tây. Cực lạc là cái sự vui, đó là tột độ, không có cái vui nào bằng. Mà trong kinh Di Đà đó Phật có nói rõ là tùng thị Tây Phương quá thập vạn ức Phật độ, hữu thế giới danh viết Cực lạc, kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp. Phật nó chỉ về phương Tây. Ở ta bà thế giới này nó thuộc về phương Đông, đối với Tây Phương Cực Lạc nó thuộc về phương Tây, là mà nó phải qua 10 muôn ức cõi Phật như vậy đó, qua một khoảng không gian rất là xa, bởi vì một Phật sáng của Phật Thích Ca Mâu Ni là 1.000 triệu quả địa cầu, là nó chiếm một khoảng không gian rất là rộng, mà mới có một cái Phật sáng à. Rồi nối theo một Phật sáng thứ hai, rồi nối theo một Phật sáng thứ ba, mà có nhiều Phật sáng lớn hơn cái Phật sáng của Phật Thích Ca Mâu Ni rất là nhiều, mà phải qua 10 muôn ức cõi vậy mới tới Tây Phương Cực Lạc.
Thì quý vị tưởng tượng ra là cái cõi Tây Phương là cách Tam Quả Địa Cầu, ta bà thế giới chúng ta rất là xa, mà nó ở phương Tây đó. Cho nên bây giờ là mình tu Pháp Môn Tịnh Độ đây là mình hướng về cái cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà đang thuyết pháp tại đó. Cho nên mình nói là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô là mình hướng về, mình quy ngưỡng về cái cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, là một thế giới đại từ đại bi, là thế giới này nó có hằng hà sa số vậy là chứng quả Phật ở tại cái cõi Tây Phương Cực Lạc có Đức Phật A Di Đà làm giáo chủ đó. Cho nên gọi là thế giới đại từ đại bi, là một cái thế giới rộng rãi bao la mà rất nhiều chúng sanh ở đó. Cái thế giới đó rộng hơn ta bà thế giới mình gấp trăm ngàn lần, bởi vì Phật A Di Đà tiếp dẫn chúng sanh trong mười phương thế giới về cái cõi đó để mà ngài dạy đạo cho họ tu hành. Cho nên cái thế giới Tây Phương Cực Lạc nó so với thế giới ta bà này đó thì nó rộng lớn vô cùng vô tận. Đại từ đại bi phổ độ chúng sanh, tức là mình cầu cái thế giới Tây Phương Cực Lạc hằng hà sa số chư Phật và Phật A Di Đà đó mở rộng lòng từ bi độ chúng sanh ở trong cái ta bà thế giới này. Thì là đó là một cái nguyện rộng lớn mà mình hướng về Tây Phương Cực Lạc, nguyện Phật Di Đà và các chư Phật ở Tây Phương Cực Lạc đó, mở rộng lòng từ bi độ chúng sanh đang tu hành theo cái pháp môn Tịnh Độ này. Đó, thì cái Tây Phương Cực Lạc nó bao trùm năm cái lời ước nguyện để mà Tây Phương Cực Lạc hộ độ cho mình. Cái nguyện thứ nhất là Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng, tức là cầu chẳng những mình cầu Tây Phương phổ độ rồi mà còn cầu thêm Thiên Hoàng là Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế, Địa Hoàng là Đức Diêm Chúa cai quản ở cõi âm, Ngọc Hoàng Thượng Đế thì cai quản ở cõi thiên, là Nhân Hoàng là Thánh Vương về sau này sẽ ra đời thưởng phạt ở tại thế gian này, tức là ba ông vua đó, trong kinh nói là Tam Hoàng trở lại là đời thượng quân đó. Cho nên bây giờ cái nguyện thứ nhất là cầu cho vua trời, vua âm phủ, vua nhân gian đó, là độ cho cái thế giới này. Rồi thì chẳng những ba ông vua đó theo thôi mà còn là Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng là liên qua hải hội thượng Phật từ bi. Liên qua hải hội tức là cái hội có chư Phật rộng lớn bao la đầy dãy tòa sen mà gồm có các chư Phật ở trong đó ngồi tòa sen đó, thì cái hội này cái là coi gần như là hằng hà sa số chư Phật ngự trên tòa sen để mà độ cho cái thế giới này được hòa bình. Liên qua hào thượng Phật từ bi, rồi Phật Dương độ chúng thế giới bình an. Thì Phật Dương đây đó, ngoài các chư Phật ra còn có Phật Di Lặc sau này sẽ ra đời lập cái hội Long Hoa để cứu độ chúng sanh ở trong cái thời kỳ hạn quan mạt pháp này. Thì ta nổi cái nguyện thứ nhất không đâu, quý vị thấy là nó rộng lớn vô cùng. Mình cầu Tây Phương phổ độ rồi là hằng hà sa số chư Phật Tây Phương phổ độ chỗ thế giới rồi, mà còn có Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng nữa, rồi còn liên qua hải hội nữa, rồi thượng Phật quy, và cuối cùng là cầu thêm Phật Di Lặc độ cho thế giới này nó sẽ được bình an, giờ nó khỏi không bị khỏi bị tiêu diệt trong cái thời kỳ hạn quan mạt pháp này và lập được cái hội Long Hoa. Nó là một cái nguyện thứ nhất nó rộng lớn như vậy đó, chứ không phải là mà mình cầu cái sự hộ trì cái tha lực của các chư Phật ở Tây Phương Cực Lạc ở khắp mà mọi nơi trong mười phương thế giới là liên quan hải hội đó, rồi Phật Di Lặc nữa, rồi ba ông vua Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng, đó là cái phần này gọi là phần tha lực. Mình cầu là cầu cho thế giới chứ phải cầu riêng cho cá nhân của mình. Rồi cái quyền nguyện thứ hai, Nam Mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Đó, thì ra là nguyện này là mình tu ra đây là để mình cầu nguyện cho chủ quyền thất tổ của mình, tức là nói cho nó gọn là tổ tiên ông bà của mình có thể là bị đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh đó. Thì nhờ công đức tu hành của mình và do cái bản nguyện của Phật A Di Đà mà cầu cho tổ tiên ông bà mình được siêu sanh về cõi Phật. Bởi ông bà mình chết lâu rồi cho nên mới cầu đó gọi là siêu. Thì quý vị thấy cái thầy dùng danh từ rất là chính xác, siêu sanh là sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc là nhờ công đức tu hành của mình. Phật xét rằng đầy đủ rồi thì Phật cứu tổ tiên ông bà mình về Tây Phương Cực Lạc,
cho mình cứu không nổi rồi, cho nên mình mới lại Phật cầu khẩn Phật, Phật cứu giùm cho tổ tiên ông bà của mình được về Tây Phương Cực Lạc. Đó là nguyện thứ hai. Nguyện thứ ba đó, tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, tức là cầu cho cha mẹ mình lúc còn sống đây không, thì là nhờ công đức tu hành của mình mà cha mẹ mình được tăng thêm cái phước đức và tăng thêm cái tuổi thọ. Chẳng hạn như là nếu mình ông cha mẹ mình đã hưởng phước rồi nhưng mà có con cháu nó tu nữa thì Phật tăng thêm phước đức, và cha mẹ mình có tuổi thọ rồi nhưng mà nhờ con cháu tu cho nên cũng tăng thêm cái tuổi thọ rồi mới bỏ xác. Cho nên gọi là tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ. Phụ mẫu quá khứ, chứ quá khứ là đấu với tại đường. Tại đường là lúc còn sống, còn quá khứ là sau khi qua đời. Trực giảng Tây Phương, trực là thẳng, giảng là qua, tức là bay qua thẳng ở cõi Tây Phương Cực Lạc, tức là chỗ thế giới của Đức Phật A Di Đà ngự đó. Đó. Thì mình thấy rằng hai cái nguyện cho ông bà của mình đã chết lâu ngày, cho nên là đọa trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh thì được siêu về cõi Phật, cho nên mới gọi là siêu sanh. Còn cha mẹ mình khi còn sống thì tăng tuổi thọ, mà cha mẹ mình vừa tắt hơi thì đã đâu có cầu siêu được, cha mẹ mới vừa tắt hơi mà, tức là được trực giảng. Vừa tắt hơi rồi là linh hồn bay thẳng về Tây Phương Cực Lạc, Phật cứu độ liền về Tây Phương Cực Lạc, cho nên gọi là trực giảng Tây Phương. Đó, khi nghiên cứu về những cái từ gì mà Đức Thầy sử dụng rất là chính xác mà rất là phù hợp. Cho nên mình chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu lại cái đó, tại sao dùng siêu sanh mà chỗ có chỗ là dùng trực giảng, là ý nghĩa nó rất là thâm sâu. Thì đối với thế giới tổ tiên cha mẹ nó cũng về cái phần tha lực thôi. Rồi cái nguyện thứ tư cũng thuộc vào phần tha lực là tứ nguyện, mình cầu thêm cho bá tánh vạn dân, Phật A Di Đà độ cho bá tánh vạn dân từ tâm bác ái, ai ai đều cũng phải trở lại con đường hiền lương đức hạnh hết, lo tu hành hết. Đó, mà nhờ có công đức tu hành lâu ngày vậy đó thì giải thoát mê ly, thì tâm bác ái giải thoát mê ly, tức là từ từ rồi cũng ra khỏi cái mê, đạt được cái ngộ, cũng được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Để đây là mình cầu cái Phật độ cho bá tánh vạn dân, chứ không phải riêng về về, về cho cha mẹ mình thôi, tổ tiên mình thôi, mà còn cầu thêm Phật độ thêm cho bá tánh vạn dân nữa. Đó thì bốn cái nguyện đầu đó là nó thuộc về phần tha lực. Còn cái nguyện chót đó nó mới về tự lực. Cái nguyện chót là ngoài Tây Phương phổ độ cho mình rồi, còn cầu thêm là Phật Tổ, Phật Nam Mô Ngũ Nguyên cầu Phật Tổ, Phật Thầy. Phật Tổ là Phật Thích Ca Mâu Ni, là ông thầy gốc trong cái đạo Phật. Rồi thêm Phật Thầy nữa là Phật Thầy mở cái đạo Phật giáo hảo dạy chúng ta đây. Đó, thành ra là hai vị Phật này đã có như trực tiếp dạy đạo chúng ta tại thế gian. Cho nên cầu Phật Tổ, Phật Thầy. Ngoài Tây Phương phổ độ rồi còn cầu thêm Phật Tổ, Phật Thầy nữa. Từ bi xá tội đệ tử, cầu cái lòng từ bi của Phật mà xóa bỏ hết bớt cái tội lỗi của mình đi, đã gieo rắc trong cái đời quá khứ. Tiêu tai tịnh sự là giúp cho mình tiêu hết cái tai nạn, và tịnh sự là sống được một cách yên lành trên cái bước đường tu học. Nhờ tiêu tai tịnh sự rồi mình tu học chín chắn đàng hoàng, từ từ nó đi tới đạt được cái trí huệ thông minh. Trí huệ thông minh đây là giác ngộ, giai đắc đạo quả, đó là thành Phật. Và cái nguyện chót là cái nguyện Phật Tây Phương phổ độ và Phật Tổ Phật Thầy độ cho mình được đi tới cái chỗ là giác ngộ thành Phật. Thì năm cái nguyện này quý vị trai, so nếu mà đem ra mà nghiên nhận xét đó, không có cái nguyện nào hơn năm cái nguyện này. Bởi vì nguyện cho thế giới bình an là một cái nguyện cũng là đại nguyện chứ không phải là nguyện thường. Rồi tổ tiên cha mẹ bá tánh vân vân cũng được cứu độ hết, và cuối cùng là cá nhân của mình cũng được thành tu mà được thành Phật. Thành ra khi mà phân tích năm cái lời nguyện này, nó gồm có tự giác và giác tha. Cái tự giác đó là mình tu để đạt được trí huệ thông minh giai đắc đạo quả, đó là tự giác. Còn giác tha đó là nguyện Phật Tây Phương phổ độ cho thế giới, cho tổ tiên, cho cha mẹ bá tánh vân vân, đó là giác tha. Mà nói về tự giác giác tha đó là hạnh tu của Bồ Tát mới gọi là tự giác giác tha. Mà hãy tự giác giác tha rồi đó, khi nào giác hạnh viên mãn đó, đó là chúng ta thành tựu trên bước đường tu học của mình là thành Phật. Cho nên cái hạnh Bồ Tát gọi là tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn, mà còn gọi là cái đại thừa của Phật giáo. Còn nếu mà mình tự giác không mà không giác tha đó thì trong Phật giáo gọi là tiểu thừa.
Mình tu để đạt cái sự giác ngộ cho cái thân bản thân của mình thôi, mà không giác ngộ, không cứu độ cho thế cho muôn loài chúng sanh thì cái đó chỉ được một phần là tự giác mà thiếu phần giác tha. Còn hạnh Bồ Tát đó thì tự giác, giác tha rồi mới giác hạnh viên mãn. Mà nói với phần tự lực về đó, mà muốn cái phần tu mà cái nguyện thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, cái đó gọi là tu phước, là bởi vì mình tu Phật độ cho thế giới, tổ tiên cha mẹ bác tánh nhân dân còn gọi là tu phước. Còn mình tu mà đạt được trí huệ thông minh giai đắc đạo quả đó gọi là tu huệ. À, ngoài tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn còn gọi là phước huệ song tu. Mà trong kinh Phật có nói rõ là quả vị Phật do đâu mà có, thì nói là do cái nhân phước huệ song tu mới thành Phật. Cho cái nếu mà tu phước không cũng không thành Phật, mà tu huệ không cũng không thành Phật, mà phải phước huệ song tu nó mới thành Phật. Đó là như trong cái lục độ Bồ Tát đó, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, nó thuộc về tu phước. Thiền định, trí huệ, nó thuộc về huệ. Thì trong lục độ Bồ Tát nó gồm có phước huệ song tu nó thì mới thành Phật. Đó là khi chúng ta nhận xét qua ra thì chúng ta thấy rằng cái Tây Phương Ngũ Nguyện này nó là phước huệ song tu, cái bản nguyện của mình. Còn chừng nào mình thành tựu được là cái đó là do sự tinh tấn tu hành. Nhưng mà mình phát cái nguyện mình là mình phải hành theo cái phước huệ song tu này, để sau này mình sẽ được thành Phật. Và rộng ra nữa là nó còn có là thiền tịnh song tu. Tại sao gọi là thiền tịnh song tu? Là bởi vì mình tu mà đạt được trí huệ thông minh như đắc đạo quả đó, đó là mình phải tu thiền. Phải tu để tỏ ngộ cái bản tâm của mình, phải đạt được cái trí bát nhã thì mình mới mà thành Phật được. Thì phải tu thiền mới được cái đó đó, chứ không tu thiền là, bởi vì tu thiền là tu sửa cái tâm của mình rồi đó, diệt trừ hết cái tham sân si mà được cái trí huệ sáng suốt rồi mình mới thành Phật đó. Cho nên đó đó là gọi là tu thiền. Còn mình cầu Tây Phương phổ độ đó, đó là gọi là tu tịnh độ. Thành ra là mình bắt đầu khởi đầu mình đọc Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật, đó là mình hành theo cái pháp môn tịnh độ rồi. Rồi cầu đạt được trí huệ thông minh như đắc đạo quả, đó là mình hành theo thiền. Cho nên mới nói là đạo Phật giáo Hảo Đức Thầy dạy hai cái pháp thiền tịnh song tu để cho mình, một là mình giải thoát theo con đường thiền, là con đường trí huệ thông minh giai đắc đạo quả, đó là đắc theo quả thiền là đắc niết bàn. Còn không thì sau khi mình bỏ sát nhờ Tây Phương phổ độ cho nên Phật tiếp dẫn linh hồn của mình được về Tây Phương Cực Lạc, rồi ra về đó rồi thì mình cũng giải thoát một phần rồi, rồi mình tiếp tục tu nữa để dứt trừ cái tham sân si để mình đắc niết bàn luôn đó. Thì do đó mà hai cái pháp, một là tu được trí huệ thông minh như đắc đạo quả thì rất là tốt, rất là cao. Còn nếu không á, thì cũng được Tây Phương phổ độ, cũng một kiếp là giải quyết vấn đề sinh tử luân hồi. Và đó là nói về cái bản nguyện. Còn nói về giáo lý thì giáo lý Đức Thầy viết rất nhiều. Cần tu thập thiện thì sự niệm Phật mới có hiệu quả. Niệm Phật đến nhất tâm bất loạn, nó là giữ ta tám điều răn cấm, ai giữ đang trọn lành trọn sáng thì khỏi Tây Phương, ăn dưỡng học đạo thì hoàn toàn đang trở lại cứu giúp chúng sanh. Đó, rồi trong cái thiện khuyên trừ 10 điều ác, làm 10 điều thiện, ác trừ xong hiện ra thiện nghiệp lắm nguồn chân, Phật tiếp dẫn cho. Đó đó là về pháp môn tịnh độ, về giáo lý thì đó là pháp môn tịnh độ. Còn pháp môn thiền thì thầy giảng qua cái pháp lục căn đừng nhiễm lục trần, sáu đường ấy ở trong tâm ý ta mau mau dứt nó cho rồi, nếu tỉnh tâm nào có mấy hồi mượn trí đạo đuổi ra khỏi xác, dứt được nó ấy là giải thoát. Giải thoát đó là mình hành pháp thiền mới được giải thoát, hay là hành theo bát chánh đạo mà làm trọn được tám điều chánh rồi thì đi tới cái chánh chót là một chánh định thật là rất khó, giữ tấm lòng bất động như như cho hồn linh yên lặng an cư thì mới được quần nguyên phản bổn. Quần nguyên phản bổn đó là mình đi đến con đường giải thoát thành Phật. Hay là phá ngũ uẩn rất lần tham ái, cội sân si cũng phải tạo trừ, đem về giác tánh chân như kim thân thị hiện dứt trừ tử sanh. Đó là cái lý tu giải thoát theo cái pháp môn thiền định. Hoặc là pháp môn thập nhị nhân duyên và pháp môn hoằng diệt mà Đức Thầy đã giảng khi Đức Thầy ở tại Bạc Liêu đó, thì nghĩa là đầu của cái nguồn gốc của sinh tử luân hồi là vô minh. Rồi bây giờ nếu mà mình diệt được cái vô minh đó thì nghĩa là sanh lão bệnh tử nó mới dứt, đó mới gọi là giải thoát. Còn nếu mà cái vô minh nó còn thì mình còn sanh tử luân hồi hoài,
Cho nên thầy giảng qua cái thập nhị nhân duyên rồi giảng qua cái pháp môn hoằng diệt. Nếu chúng ta dùng bát chánh đà căn cứ vào bát chánh đạo đi, giữ tâm thanh tịnh, chuyên tâm niệm Phật giúp thế cứu đời, độ đời, lần lần trí huệ chúng ta được sáng suốt, thông được thông minh trí huệ rồi từ từ nghĩa là nó mới phá vô minh dứt rồi sanh lão bệnh tử dứt. Thì quý vị thấy rằng cái bản nguyện Tây Phương Cứu Nguyện đó là cái bản nguyện của người tu theo Phật giáo hảo, nó thuộc về cái cốt tủy nằm cốt của đạo. Và cái giáo lý đó thầy cũng dạy cả pháp thiền lẫn pháp tịnh, nếu ai có đủ khả năng hành tha thiền thì đạt được trí huệ thông minh như đắc đạo quả, còn nếu không được vậy thì khi lâm chung cũng được giải thoát. Đó, thì tôi xin đóng góp về cái giá trị của bài Tây Phương Ngũ Nguyện vô cùng quan trọng. Cho nên chúng ta tu mà nói là tôi không cần lại cần quỳ, thành ra không không cúng không lại không gì trơn, đó là đi nó không đúng một phần nào trong giáo lý thôi. Đó là nếu mà không lại còn cần lại cần quỳ đó là cái pháp môn tu thiền thôi chứ không phải thành đạo. Còn tịnh đạo là bao giờ cũng phải khẩn nguyện trước Ngô Tam Bảo, lễ bái công phu thành khẩn tha thiết, mà càng tha thiết chừng nào thì cái kết quả nó như chừng ấy. Một cái pháp tự lực thì phải tự mình phải trực nhận bản tâm minh tâm kiến tánh là Phật. Cái pháp tha lực là phải cầu Tây Phương phổ độ, chứ nếu mà không cầu Tây Phương phổ độ thì không thể nào mà một kiếp mà mình ra khỏi cái sinh tử luân hồi, nhất là cái thời kỳ hạ nguyên mà pháp này. Để xin kết luận là bài Tây Phương nguyện là rất là quý giá báu vô cùng, mà cái giá trị rất là sâu sắc. Phát lời nguyện này nếu mà Đức Thầy không có viết cái bài nguyện này để cho mỗi người tín đồ tu mà muốn, ai muốn nguyện gì nguyện đó, thì tôi nghĩ rằng mình không cách nào mà mình làm được, là mình phát cái nguyện nó rộng lớn và hay như vậy đâu trước cái Phật, mà mỗi người nguyện một khác nữa. Còn cái này là một thầy thì tất cả mấy triệu người tín đồ Phật giáo hảo cũng phát cái lời nguyện này y như vậy đó, nhưng mà cái sự thành tựu của nó đó là do cái công phu hành đạo của mình, mỗi người hành một cách nhưng mà cùng đồng một bản nguyện để cuối cùng là đạt được những kết quả nó tốt đẹp. Nam mô A Di Đà Phật. Đó, rồi tôi xin đóng góp về cái bài Tây Phương Nguyện, cái giá trị quý báu của nó là ở chỗ đó. Đó, xin quý ông bà đạo đóng góp thêm để cho nó sáng tỏ về cái bài Tây Phương Nguyện. Ok, thấy Hồng Quang đưa tay, mời Hồng Quang lên nha. Nam mô A Di Đà Phật, kính chào toàn thể chư quý vị đồng đạo. Huynh Tịnh Thiền chia sẻ rất rất là hay, nhưng mà tôi cũng có một cái góp ý thêm. Bây giờ trước khi góp ý thêm á, thì để giải quyết cái vấn đề của bất sanh hỏi rày con xin giữ đạo hành ha, thì bây giờ tôi cái này thì ngắn gọn thôi, mình chỉ nói cho nó rõ. Thì cái giữ đạo hành á, thì cái đạo hành là cái đạo gì? Đạo á, là cái con đường hợp với cái lẽ phải, tôi gọi là đạo. Không có gì, đạo là con đường mà Đức Thầy nói là đạo là giống thật cái đàn ta cho nên nay ta ra sức giải toàn chúng sanh này đó. Cái câu đó Đức Thầy nói đó, thì cái đạo hành nó là gì, là những cái là cái đường lối đó, nó hợp với cái lẽ phải, tức là hợp với chân lý đó. Chữ chữ hành á là nó thường thường còn, nó là như vậy đó, nó không thay đổi, bởi vì mới gọi là hằng. Bởi vì cái cuộc đời, nguyên cái cuộc đời mình đã nguyện làm theo cái lẽ phải không có thay đổi, gọi là thường hằng, nó như vậy đó. Thường hằng như vậy, nhớ lại đừng đừng sai đó, để Đức Thầy kêu mình đấy, hằng nó là vậy đó. Đó, tức là những cái phép tắc thường hằng phải noi theo. Đạo hành còn gọi là cái đạo ngũ luân nữa. Ngũ luân nói cái gì? Là cái giềng mối của đạo nhân, là cái nhân nghĩa lễ trí tín mà con người, cái người học đạo, cái người hành đạo đó phải phải thực hành, phải phải làm theo, phải phải giữ cái nhân nghĩa lễ trí tín. Nhân là thì mình thiệt mình có cái lòng nhân, là biết thương người mến vật. Cái nghĩa là làm những cái việc hợp với lẽ phải, là có cái tinh thần hào hiệp, tức là mình gặp cái người đó với mình không có quen, nhưng mà người ta bị lâm nạn, người ta bị uy hiếp, nếu mình có cái khả năng mình cũng phải xông ra để mình cứu giúp. Đức Thầy nói gặp người lâm nạn đua chen giúp giùm,
đó, cho nên là cái nghĩa nó hợp với cái lẽ phải. Đó. Lễ là mình phải giữ lễ cái người cao tuổi hơn mình thì mình phải kính trọng. Còn cái người nhỏ hơn mình thì mình cũng không có gì thế mà mình khoát nạt, mà những cái người này có làm cái gì sai thì mình cũng nên tha thứ và mình tìm cách mình hướng dẫn cho cái người này trở lại con đường chánh. Ha. Nhân nghĩa lễ trí là mình thường phải nghiên cứu kinh điển, nghiên cứu giáo lý, kinh sách để mà mình biết được cái chân lý của cái đạo Phật, của đạo nhân để mà mình thực hành. Đây, cái người trí là phải là cái người xét biết, là cái người có học, có hiểu, có xét biết, cho nên mình làm để cho nó đừng có sai. Lễ trí chữ tín đó là mình tin tưởng tuyệt đối vào cái chân lý mà Đức Phật đã dày công chỉ dạy. Hôm nay Đức Thầy mình cũng đem cái chân lý ấy để chỉ dạy cho mình, hay là các cái vị thánh tiên cũng đem cái chân lý đó chỉ dạy cho mình. Và chữ tín đó có nghĩa là mình phải tin tưởng và mình đừng có bao giờ thất tín với cái người khác. Đó. Mình muốn cho người ta trọng mình đó, thì mình phải trọng người khác, tức là mình lỡ hứa với ai cái gì rồi thì mình đừng có bao giờ mình sai lời, dù là cái việc nhỏ hay việc lớn. Nhân lễ nghĩa trí tín là cái con người đó, là cái đạo hành, cái người tu là phải phải gìn giữ cái đó. Đó là cái căn bản, cái căn bản để mà mình tiến lên cái thành tiên tác Phật gì đó cũng phải giữ cái đó mới đi lên được. Đó là cái nấc thang đầu, mà đó là cũng như là mình xây một cái móng, muốn xây cái nhà là bao nhiêu tầng không biết, nhưng mà mình phải xây cái móng cho nó vững chắc. Vậy là cái đạo hành là cái nhân nghĩa lễ trí tín, nói gần gũi vậy đó để cho quý vị thấy. Cho nên Đức Thầy nói là mình nguyện trước tổ tiên đó, rồi con xin giữ đạo hành, rồi tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đài. Thì cái đạo hành là cái đạo như như thế đó. Để tôi trình bày sơ lược qua ha, quý vị chắc cái đó quý vị cũng hiểu rồi. Thì bây giờ tôi xin đóng góp thêm cái phần mà là cái bài ngũ nguyện của Đức Thầy. Chúng ta do đâu mà mình mới Đức Thầy mới dạy mình có cái bài ngũ nguyện, cái khi mà mình nguyện cầu á là mình cầu xin, giờ mình xin cái mình có mình tin vào cái tha lực. Bởi vì khi mình tin mình mới làm được, mà cái người này đó khi mà tu cái pháp môn tịnh độ á thì mới tin cái điều này, chứ cái người tu thiền người ta hay phủ nhận lắm. Bởi vì người tu thiền người ta tự hào rằng là người ta đủ sức, người ta không có cần ai giúp đỡ, không có cần ai trợ giúp hết trơn á. Nhưng mà thật sự không phải vậy đâu, nội cái phương pháp mình thực hành đó là cái sự trợ giúp của Đức Phật rồi, chứ làm sao mà không có được. Nhưng mà tại người ta nói vậy thôi, ta nói là ta không cần ai trơn á, không có cầu xin cái gì hết trơn á. Nhưng mà hoàn toàn cái phương pháp mình làm đâu có phải mình chế ra mình làm được đâu, mà mình cũng phải học cái của Đức Phật, mà mình làm theo lời chỉ dạy Đức Phật thì nó là cái tha lực, nó đâu có còn là tự lực nữa. Không, 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 quý vị, thì tất cả những cái gì nó cũng thế thôi. Dầu mình đi xe mình trả tiền, chứ còn cái phải có cái ông kỹ sư ổng chế ra cái xe này, rồi có cái người chủ xe, rồi có tài xế người ta lái cho mình ngồi mình trả tiền. Nhưng mà đâu có phải là nói mình trả tiền là như vậy rồi mình quên ơn mấy cái người mà người ta đã làm ra cái phương tiện này đâu. Thì cái tu nó là cũng vậy, do cái đó là cái luận của cá nhân thôi, chứ thực chất là tu thiền hay tu tịnh gì đó cũng có tự lực và có tha lực ở trong đó. Vậy hôm nay mình cái bài ngũ nguyện này, Đức Thầy do đâu mà Đức Thầy kêu mình phải tu cầu? Cái thứ nhất á, Đức Thầy thông báo rằng cái cơ tận diệt của Hạ Nguyên Hạ nó sắp hết, và cái mình được Đức Phật và Đức Ngọc Hoàng cho được cái ân sủng của Đức Phật và Đức Ngọc Hoàng đó, cho cái lập đời thượng quân ở tại cái miền Nam Việt Nam. Cho nên Đức Thầy mới ra đời tại miền Nam Việt Nam để mà khai đạo, để mà lập cái nền tảng để sau này nó mà lập đời. Vì cái đời thượng quân đã có, đã nhiều lần rồi, chứ không phải là mới có lần này. Cứ theo một cái chu trình của dịch lý á, thì cứ hết thượng quân thượng thượng rồi thượng quân trung rồi thượng quân hạ, cái ba cái chu kỳ như vậy. Mỗi chu kỳ nó có thượng trung hạ,
Thì qua ba lần như vậy nó đủ rồi thì nó trở lại cái thượng quân thượng, mà thượng quân đã có lập ở nhiều nơi rồi, nhưng mà cái lần này đó là mình được ân sủng, Đức Phật ân sủng là cho lập đời ở tại miền Nam Việt Nam. Rồi cái thứ hai nữa đó, Đức Thầy cho biết á, là cái do cái Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni thuyết và giới thiệu có Đức Phật A Di Đà đang làm giáo chủ thế giới cực lạc, và có thế giới cực lạc, và giáo chủ thế giới cực lạc có phát 48 lời đề đại nguyện để cứu vớt chúng sanh, trong đó có cái điều mà có một điều Đức Phật A Di Đà cho biết là cái người nào thực hành theo cái phương pháp, cái pháp môn niệm Phật mà trong cái lúc lâm chung mà còn tĩnh tâm để mà niệm từ 1 cho tới 10 tiếng mà tâm không tán loạn, thì ngài và thánh chúng sẽ đến để tiếp dẫn cái vong linh đó về cái thế giới của ngài. Kế nữa Đức Thầy cho biết Tây phương chư Phật hằng hà. Hằng hà là sao? Là Đức Phật A Di Đà đó đã cứu độ chúng sanh ở cái cõi ta bà này mà vãng sanh về đó, và ngài dạy cho các cái những cái người đã vãng sanh về trước đây đã tu thành Phật ở trên đó, ngài là thầy của các cái chư Phật ở trên cái cõi Tây phương nữa. Đó, cho nên mình biết Đức Thầy nói không phải là chỉ có Đức Phật A Di Đà đâu, mà Tây phương chư Phật hằng hà trên đó là do cái bản nguyện của ngài, và ngài đã tiếp dẫn nhiều người đã đi về đó và tu đã đắc quả thành Phật rồi. Vì sao? Vì cái người mà đi tu về cái cõi Tây phương cực lạc, vãng sanh cho Tây phương cực lạc hưởng quả bất thối, và từ đó không làm không ăn gì trên cái chuyên tu, mà được Đức Phật ở bên cạnh chỉ dạy cho tu cho đến khi nào thành Phật thôi. Đó thì mà quý vị thấy đó, cho nên là ngài là thầy của các cái vị Phật đang ở trên cái cõi Tây phương đó, chứ chư Phật hằng hà đó. Rồi rồi kế nữa là Đức Thầy thông báo cho chúng ta biết ở cái thời kỳ này Đức Cộng Hoàng đã có cái lệnh ân xá ân giảm cho những người nào là biết hoài đầu hướng thiện, tu hành ăn năn cải hối, làm lành lánh dữ, thì sẽ hưởng được cái lời cái luật ân xá và ân giảm những cái tội căn mà mình đã tạo gây tạo ở nhiều cái tiền kiếp trước. Nó có nhiều cái có nhiều cái tiêu chuẩn như thế đó, cho nên hôm nay Đức Thầy mới dạy mình tu tu cầu. Cái tu cầu là gì? Là khi nào ví dụ như ở cõi trần gian này có cái luật của chính phủ đã ban ra, có cái luật đó thì hôm nay cái người dân cần thì phải làm đơn xin thì mới cho. Ví dụ bây giờ có luật ân xá, luật ân giảm, cái luật cho miễn thuế đất, ví dụ vậy. Nhưng mà mình không chịu làm đơn xin thì mình đâu có hưởng được ở trong cái luật đó, bởi vì cái người nào muốn thì phải xin, thì cái người nào có bị tội thì muốn xin được ân xá ân giảm thì phải làm cái đơn xin rồi rồi mới chiếu theo cái luật đó, cái những cái người có phận sự đó mới chiếu theo cái luật đó mà xét. Thì bây giờ cái sự tu cầu ở đây cũng như giống như cái mình làm cái đơn mình xin chứ không có cái gì khác. Đã có cái luật rồi, mình bây giờ Đức Thầy chỉ cho mình cái cách để mình làm cái đơn xin nó như vậy. Thì bây giờ cái người tu ở đây, cái thứ nhất là trước tiên là tôi nói là cái người tu pháp môn tịnh độ mới tin vào cái sự tu cầu, với cái người tu thiền người ta không có tin, thì chúng ta cũng đừng có dội mà khi nghe người ta bác rồi mình nản chí, không có, mình phải tin lời của Đức Thầy. Mình là Phật, Phật nói là chắc chắn, không bao giờ nói sai, Phật không bao giờ nói dối với chúng sanh một cái điều gì. Cho nên là cái trước tiên đó mình vô đầu là Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Phổ Độ Chúng Sanh A Di Đà Phật, thì tức là Đức Phật A Di Đà ngài có cái lòng đại từ đại bi. Đại từ là cái lòng thương xót bao la rộng lớn, thương xót chúng sanh bao la rộng rộng lớn đó, cho nên là ngài luôn là trông chờ những cái người người nào làm hợp với cái tiêu chuẩn ngài đề ra thì ngài sẽ tiếp độ những cái người đó về cái cõi ngài. Cho nên là mình phải thấy ở đây Đức Thầy vô đầu là Đức Thầy kêu mình đọc thẳng cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, rồi Nam Mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Liên Hoa Hải Hội Thượng Phật Từ Bi Phật Dương Độ Chúng Thế Giới Bình An.
Thì ở đây đó quý vị, Đức Thầy chúng ta đó lúc ra đời đó, khi mà viết cái bài này đó, thì khi đưa đi in đó, thì cái người Pháp họ làm khó làm dễ, cho nên Đức Thầy sửa lại. Chứ còn thật sự nguyên văn thì nó như thế này nè: Nam mô Nhất Nguyện Cầu Thiên Hoàng Địa Hoàng Nhân Hoàng Long Hoa Hải Hội. Long Hoa Hải Hội tức là khi sau này đó, là khi mà cái hội Long Hoa được tái lập đó, Thiên Hoàng cũng mở các lăng nè, Địa Hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn nè, 10 cửa xem thấy ghê hồn, cho trần xem thử có mà hay không, Nhân Hoàng cũng lấy lẽ lẽ công cũng đồng trừng trị, mới hồng sơ sang ha quý vị. Thì ở đây Đức Thầy khi in người ta làm khó, Đức Thầy sửa lại là Liên Hoa Hải Hội, chứ còn nó thật sự là Long Hoa Hải Hội là 4 biển, các cái nơi ở trên cái thế giới, nói chung là cõi Ta Bà này đó cũng phải trở về để mà dự cái hội. Thượng Phật tức là tôn tôn cái vị Phật tổ đó, là cái vị Phật cao cả hơn hết, là cái ngài đó thuộc về cái mực đại từ đại bi, mà cả cái ở trong cái đại hội ai cũng tôn ngài là một cái vị Phật, bởi mới gọi là Phật tôn. Thượng Phật đó tức là tôn Phật, là cái người nó ở trên cao nhất nhất hơn hết. Rồi Phật Dương độ chúng thế giới bình an, chỗ này là Minh Dương trị chúng thế giới bình an, cho nên là nhiều người Pháp không cho in, Đức Thầy mới mới sửa lại cái chỗ này. Nhưng mà chúng ta phải biết Phật Dương độ chúng thế giới bình an là tức là vua Minh Dương sau này đó trị chúng thế giới bình an, ngài là lãnh đạo cả toàn cả thế giới sau này, cái vị Thánh Dương đó. Thì vì ngài cũng có cái lòng từ bi, có cái đức lớn, cho nên là cả thế giới người ta kính phục. Thì bây giờ Đức Thầy sửa lại Phật Dương cũng cũng được, bởi vì tại sao vậy, là vì ngài cái đức độ của ngài đó, cái lòng ngài làm hợp cái lẽ phải là cái lòng từ bi, cho nên là ở đây thì mình cũng xin nói như thế, là tại vì cái này Đức Thầy có sửa lại ha, là Minh Dương trị chúng thế giới bình an, tất cả thế giới sau này được bình an, và dưới cái sự lãnh lãnh đạo của cái vị Thánh Dương sau này đó. Nam mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Quyền Thất Tổ Tịnh Độ Siêu Sanh. Thì Nam mô Nhị Nguyện Cầu Cửu Quyền Thất Tổ, Cửu Quyền Thất Tổ là những cái vị đã quá giảng rồi, thì cũng như là mà cái này cũng như bà Thanh Đề hồi ngày xưa vậy. Thì Đức Thầy nói là muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay, mục liên cứu mẹ mẹ bằng nay, nhờ lòng hiếu hạnh tâm rày từ bi. Thì mình á, hôm nay tất cả các cái vị cửu quyền của mình, phụ mẫu thâm ân vô lượng kiếp đó, mình sinh ra kiếp đời thì mình có cha mẹ, mình có ông bà, nó đã nhiều đời nhiều kiếp như vậy rồi. Thì hôm nay mình là cái người tu, mình làm lành lánh dữ, mình là làm phước, rồi mình có cái tâm lành, có tâm lành tức là có cái đức, mà mình làm phước thì mình có cái phước đức, và có cái tâm lành là có cái công đức. Thì do cái phước đức và cái công đức cái đó đó, mình mới cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ mình nó được siêu sanh. Quý vị nó giống như là gì, giống như ở đời chúng ta là cái người có cái uy tín, có cái uy tín là cái người đó ăn ở hiền lương đức hạnh, có uy tín được xã hội kính trọng, cho nên khi mà cái người đó nó đến với chính quyền, người ta bảo lãnh một cái người nào đó, thì chính quyền người ta sẽ cho. Là vì sao? Là vì cái ông này đó là có uy tín, có cái đức độ, có cái uy tín được xã hội là kính mến. Thì hôm nay do cái người tu, cái công đức của cái người tu, cái phước đức và cái công đức của mình tu đó, mình mới cầu nguyện cho cái cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh được. Là do mình phải biết làm lành, mình phải có cái tâm lành, có cái công đức. Bởi vì sao, mình ở trong một cái dòng tộc, mình có cái cộng nghiệp rồi, mà cái cộng nghiệp thì phải có cái cộng hưởng. Mình làm xấu á thì cả cái tộc họ mình cũng bị mang cái tiếng xấu, mà mình làm tốt cả tộc họ mình cũng được hưởng được cái tiếng thơm. Đó đó là cái luật, nó cũng nằm ở trong luật nhân quả, không bao giờ sai được. Cho nên là mình nguyện cầu cho cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, với điều kiện là mình phải có cái công tu hành, có cái công đức tu hành, có cái phước đức mà mình đã thực hành theo cái giáo lý của Đức Thầy, thì mình cầu nguyện nó mới có cái kết quả.
Rồi Nam Mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường Tăng Long Phước Thọ Phụ Mẫu Quá Khứ Trực Giảng Tây Phương. Thì cái này nãy huynh Tịnh Thiền nói rồi đó. Thì là vì sao vậy? Là vì cái gì nó cũng do cái nhân duyên hết. Cái duyên á, mình có duyên á, mình nói với cái người khác á, cái người giữa mình và người đó có duyên, mình nói người ta mới nghe. Như Đức Thầy chúng ta vậy nói, tại sao mà chúng ta nghe, mà chúng ta cảm nhận nó thẩm thấu tới trong cái tâm hồn của mình, mà cái người khác á cũng như mình vậy mà người ta không nghe, tại vì người ta không có duyên. Vậy thì mình với cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ mình đều là có một cái nhân duyên rất là sâu đậm. Cho nên là khi mà mình nói thì ông bà cha mẹ nói cái lẽ phải thì nó cảm động tới cái tâm của các cái vị ấy. Các cái vị ấy đó sẽ quay đầu hướng thiện. Ví dụ như bây giờ ông bà ta ở cõi âm ti, giống như bà Thanh Đề đi, mà mình cầu nguyện nó như thế đó, thì ông bà mình đó cảm nhận được. Bởi vì tại vì mình đó thì không có nghiên cứu người nhiều, cho nên mình không có thấy. Chứ còn Đức Phật nói đó, cái người cõi dương nó nói người cõi âm người ta nghe hết trơn à. Ngược lại người cõi âm nói người cõi dương không có nghe. Nhưng mà mình nói cái tâm thôi, không không có phải nói ra tiếng, mà cái tâm mình khởi cái gì đó người ta biết, ta biết hết trơn à. Cho nên khi mà mình cầu nguyện nó cảm động tới cái lòng của các cái vị ấy, thì các cái vị ấy mới khởi cái tâm lành để mà mong thoát ra cái khỏi cái cõi khổ. Đó, cho nên là nó mới được cái kết quả như thế. Thì Nam Mô nguyện Nam Mô Tam Nguyện Cầu Phụ Mẫu Tại Đường. Tại đường là còn sống, Tăng Long Phước Thọ, thì người ta nói cái người làm phước thì tăng được cái tuổi thọ. Cái đó là cái chắc, nó cũng đúng theo luật nhân quả thôi, chứ nó không có cái gì khác. Ví dụ như mình làm phước đức, mình bố thí, mình làm phước, rồi mình có cái tâm lành tâm tốt, thì cái phước đức ấy đó mình cầu nguyện cho ông bà cha mẹ mình vẫn được có cái kết quả. Bởi vì trong cái cộng nghiệp nó có cái ở trong cái cộng nghiệp nó có cái cộng hưởng là như thế đó. Mình ở bên đây á, mình Đức Thầy không có dạy mình hồi hướng, nhưng tuy rằng là mình cầu nguyện như vậy do cái công đức cái phước đức mình nó cũng có tác động, cũng cũng được cái kết quả. Cho nên tam nguyện cầu phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ. Tăng Long Phước Thọ là được sống lâu, mà chữ long đó là rồng, là mạnh, sống lâu mà mạnh khỏe nữa. Ừ. Là được tăng tuổi thọ mà được mạnh khỏe. Chữ long Tăng Long Phước Thọ là mạnh như rồng vậy đó, tức là mạnh không có bệnh hoạn ốm đau mà được tăng tuổi thọ. Phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Thì hồi nãy huynh Tịnh Thiền nói là đúng rồi đó. Phụ mẫu quá khứ, quá khứ là đã đi qua, là phụ mẫu mà đã chết rồi đó. Trực giảng Tây Phương là đi thẳng về cái sanh thẳng về cái cõi Tây Phương, được quá kiếp sanh thẳng về Tây Phương, bỏ cái kiếp ở ở cái cõi âm mà sanh thẳng về cái cõi Tây Phương, gọi là trực giảng, là đi thẳng về cõi Tây Phương. Rồi Nam Mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Vạn Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Thì đã có cái lệnh ân xá ân giảm, mình tự giác thì mình giác tha, mình cũng mong muốn cho bao nhiêu người chung quanh của mình đó được hưởng cái ân sủng đó. Cho nên mình cũng mong muốn, là cầu nguyện là mình mong muốn hướng thiện để mà lo tu hành. Nam Mô Tứ Nguyện Cầu Bá Tánh Vạn Dân Từ Tâm Bác Ái Giải Thoát Mê Ly. Thì quý vị nên nhớ như thế này nè, cái sự cầu nguyện của mình không phải là mình cầu nguyện mà nó có kết quả liền, nó cũng phải có cái thời gian nhất định, có cái thời gian dài nó mới có hiệu quả. Vậy thì bằng chứng rằng là đất nước của chúng ta nó loạn lạc vô cùng, loạn lạc vô cùng, nào ngoại xâm, nào nội loạn, mà mình nghe các cái thi sĩ người ta diễn tả đó, 1.000 năm đô hộ giặc Tàu, rồi 100 năm đô hộ giặc Tây, rồi 30 năm nội chiến từng ngày, mà nhờ cái vùng miền của mình đó, nhất là cái miền Nam của mình đó quý vị, do cái người tu nhiều, cái sự cầu nguyện nhiều, nó đạt được cái hiệu quả trong cái lúc người ta khổ đau cũng ở trong cái một nước thôi, mà mình thấy cái miền Nam mình lúc bấy giờ đó được an bình hơn ở các cái miền khác. Quý vị thấy trong cái cuộc chiến vừa qua mình sẽ thấy. Rồi thế giới ngày hôm nay
đó, con người người ta biết phục thiện rất là nhiều. Quý vị thấy khi mà một cái cuộc chiến tranh xảy ra, bằng chứng là nước Việt Nam chúng ta sau năm 75 bao nhiêu người đi tị nạn đó, được có nhiều người mở rộng cái lòng nhân ra đón tiếp. Chứ hồi ngày xưa đó người ta nói là cái người Anh người Mỹ đó quý vị, nó bất tỉnh ăn lê, nó không bao giờ nó quan tâm tới cái chuyện của cái người khác. Nhưng mà qua một cái cuộc tị nạn vừa rồi đó, ở đây có Huynh Tịnh Thiền thấy đó, người ta mở rộng vòng tay ra, người ta đón tiếp, người ta đùm bọc, người ta giúp đỡ. Thì cái sự cầu nguyện ấy đó không phải mình kể công, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó có tác động khiến cho bây giờ cả thế giới người ta cũng có mở rộng cái lòng nhân ra, người ta làm cái việc cái phước đức. Tuy rằng người ta không có tu giống như mình, nhưng mà cái việc làm phước đó có đôi khi người ta làm hơn mình đó. Thì bây giờ mình thấy cái sự cầu nguyện mình nó đạt được cái hiệu quả rất cao, chứ không phải là không có. Chứ còn tại vì mình cứ dòm dòm quanh quanh quẩn quẩn thì mình không thấy gì hết. Nhưng mà mình thấy coi cái một cái thế hệ của mình trong cuộc đời mình mấy cái chục năm qua, hôm nay nó có cái sự thay đổi rất là nhiều rồi. Thì khi mà Đức Thầy ra đời tới bây giờ đó, quý vị thấy đặc biệt cái tỉnh An Giang chúng ta năm Tết Mậu Thân năm 68 ở đâu cũng bị ở trên, mà riêng cái tỉnh An Giang không có. Nơi tỉnh An Giang là nơi mà Đức Thầy ra đời, nơi thánh địa, không có cái chuyện gì xảy ra đang không quý vị. Hồi ngày xưa đó người ta còn ca tụng cái thời chiến đó, các cái người nước ngoài ta vô ta nói miền Tây đó nó giống như cái thiên đàng vậy đó, nó không có chiến tranh mà con người thì đi đâu cũng thấy con người hiền lành. Thì chúng ta phải nhìn cái bối cảnh rộng á, thì mới thấy. Chứ còn bây giờ nếu mà chúng ta cứ nhìn ở trong cái chỗ hẹp á, thì chúng ta không không thấy đâu. Nhưng mà tôi nghĩ là có cái lời của Đức Thầy chỉ dạy là rất là có tác dụng. Tức là Nam mô tứ nguyện cầu bá tánh vạn dân, từ tâm bác ái giải thoát mê ly. Thì hồi đó Đức Thầy ra đời người ta đâu có tu nhiều hơn như bây giờ, không có gì. Bây giờ người ta tu nhiều, tiến lên trường chay rất là nhiều. Mở lòng cái từ bi nó rất là rộng rãi bố thí. Phật giáo Hòa Hảo hôm nay không phải nói, chứ trong mười mấy tôn giáo, Phật giáo Hòa Hảo hôm nay là nổi tiếng nhất là cái công việc từ thiện ở trong cái đất nước Việt Nam, mà ai cũng phải công nhận, chứ không phải là mình khen mèo mèo khen mèo và đuôi. Thì quý vị thấy đó là cái sự cầu nguyện của mình nó cũng có cái tác động, chứ không phải không có tác động đâu. Rồi Nam mô ngũ nguyện cầu Phật Tổ Phật Thầy, từ bi xá tội đệ tử, tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Thì khi mà cái người người tu á là tự giác giác tha, mà mình á là cầu nguyện cho bao bao nhiêu cái người khác, cửu quyền rồi bá tánh rồi cha mẹ mình, rồi cuối cùng mình mới cầu nguyện cho mình. Bởi vì sao vậy? Mình tu mình cũng nhờ cái tha lực, mình không bao giờ mình tự lực được hoàn toàn. Bây giờ ví dụ như mình bây giờ đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc như Huynh Tịnh Thiền nói đó, cách đây là 10 cõi cõi có cái cõi Phật, mà mình đi về được không? Nếu không có cái sự tiếp độ của Đức Phật A Di Đà và các cái chư thánh chúng thì làm sao mình đi được? Thấy không vậy? Cho nên cái người đó là cầu nguyện cũng như là nhờ cái sự trợ giúp của người khác. Mình làm cái chuyện đó không nổi, mình cũng nhờ bao nhiêu người khác lại để tiếp tay với mình, thì giúp cho mình cái công việc của mình nó được hoàn thành như ý muốn. Thì tôi chỉ nói đơn giản thôi, chứ Huynh Tịnh Thiền là đã chia sẻ cũng đầy đủ rồi. Bây giờ tôi chỉ bổ sung thêm cái gì của mình có hiểu biết chút ít đó. Thì kính mong rằng quý vị cũng thông cảm, rồi để chúng ta từ từ mình nghiên cứu từng câu, từng lời, từng chữ của Đức Thầy để mình thấy coi cái hiệu quả nó như thế nào. Nhưng trong đời hành đạo tôi thì tôi thấy cái rất là thấy có hiệu quả đối với tôi. Nhưng mà tôi cũng không có bao giờ để mà mình khoe khoang, nhưng mà thật sự nhờ như vậy đó mình mới tin tưởng tuyệt đối vào cái lời chỉ dạy của Đức Thầy. Mà tôi bây giờ tôi không còn nghiên cứu cái gì nữa, mà nghiên cứu cái lời chỉ dạy Đức Thầy để thực hành theo cái lời chỉ dạy của Đức Thầy thôi. Kính thưa toàn thể chư quý vị đồng đạo, tôi cũng xin góp một cái phần ý nhỏ. Bây giờ thấy đã lố giờ quá nhiều rồi qua thiên qua thiện gì là đưa tay lên muốn ngâm sấm giảng. Thì bây giờ mời Phú Lâm lên để mà chuyển qua ngâm sấm giảng hay nha Phú Lâm. Bây giờ trả mic lại nha.